Ok, thì bây giờ mình review lại mấy bữa nay con làm ha, mà tập trung review cái của ông thợ chính của mình á, là ông Nhung á. Ok, hồi trước á, là con có làm với ông 1 2 ngày trước rồi, trước Đúng rồi. khi mà quay trở lại đây đúng không? Dạ. Thì con có nói với chú á, một cái là chú nhớ là chú nói á, là mấy em á, là sau này mấy em lớn lên á, là chú sẽ cho mấy em đi làm việc hết tất cả mọi người luôn. Dạ. Là để cho mấy đứa nhỏ đó, nó hiểu được tính tình mỗi người như thế nào, thợ thầy là mỗi người mỗi việc. Dạ. Mỗi người mỗi cái gọi là mỗi người họ có một cái tính cách riêng, Dạ. thì nó sẽ hiểu được, là nó sẽ học với người này học với người kia, là nó sẽ hiểu được là ai cũng có cái tốt ai cũng có cái không tốt đó đúng không? Yeah. Nhưng mà mình đi làm thợ, mình học cái ông thợ đó là cái khả năng của ông làm cái việc giỏi nhất của ông, là mình học cái chuyện đó thôi. Còn mấy chuyện khác, ví dụ như ông hút thuốc nè, ông chửi thề nè, rồi ổng có những cái tiêu cực, ổng nhận thật nhiều khi ổng nổi điên lên đá đồ nữa kìa, ông chưa gặp mấy ông thợ đó đâu, ngay cả chính ông cũng vậy nữa, ông ba của chú cũng vậy, mà ổng bực mình với thằng thợ là ổng đá liền, rồi gặp bực mình với chú là ổng đá đồ liền hết, chứ không phải bây giờ là con thấy rất là calm rồi đó. Hồi xưa là trước khi mà con qua nữa, mấy ông thợ trước là ổng đá đồ văng vô người mấy ông thợ luôn Giống á, như đời tân hôn quan làm với ông ấy đó, ông cắt cái thạch cao mà kiểu nó tới bị lúc dư đầu buổi chiều tiên tối rồi đúng không, không, đúng lúc rồi, đó lúc đó mệt rồi mệt đó, rồi đó là kiểu là không kiểm khác. soát được rồi đó, À, là đó bắt đầu là kiểu như là phá luôn đúng đó, rồi cái lấy à, dao chặt à, chặt 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 nó à. xuống đó, kiểu Tại vậy. vì trước sau ông cũng sửa được mấy cái chuyện đó, Đúng rồi. nên là con sẽ hiểu được. Dạ. Mà lúc lúc mà chú nói chuyện với con á, con nói là à ok chú đừng có cho mấy em đi làm với mấy người này, thì con trong đầu con là đang là bảo vệ mấy em đúng không, con nghĩ là à ok cho nó mới 8 tuổi 7 tuổi mấy 8 tuổi mà đi gặp mấy người này, tính tình của nó sẽ cọc cằn, rồi nó sẽ học mấy cái tính, hoặc là nó học mấy cái thói xấu của người ta rồi này nọ. Không phải, chú cho nó đi học, chú cứ để nguyên cho con y chang vậy. Lúc đó chú không có nói lại con vậy đó, chú cứ im thôi à. Nhưng mà nó đi để nó gặp nhiều người sẽ nó biết được người này có cái tính này tốt. Tại tối về chú sẽ review với nó y chang chú đang làm việc với con nè. Rồi, thấy người ta hút thuốc thì mình sao? Mình sẽ nói người ta hút thuốc ở bên ngoài, không được hút thuốc trong nhà, để bảo vệ bản thân mình. Con hiểu không? Mà con thấy người ta hút thuốc thì con né. Chứ con không thể nào mà nói là con không sống được chung với mấy người đó được. Bây giờ con chú ví dụ như là cô chú bác ruột của con hay ba mẹ của con hút thuốc rồi, giờ con sao? Con né được không? Thấy mấy thằng Tây ở bên này nó hút thẳng vô mặt con nó luôn á, được không? Rồi. Đó thì mình gặp mấy người lớn tuổi hơn mình, và mấy người thậm chí có nhiều người nhỏ tuổi hơn mình nữa. Tại con là nhỏ, chứ gặp mấy cái chú khác, ví dụ như họ, ví dụ như chú Sơn, hoặc là mấy cái chú mà khác là chú đó cũng chưa biết sơn, chưa biết làm handyman như khỉ gì đó. Rồi bây giờ là con biết làm rồi nha, mai mốt mấy chú đó vô học nghề con dạy ngược lại đó. Đó thì sao đó, đúng không? Thì Cũng bởi khó. vậy con nó sẽ khó, cái khó của nó, ví dụ như mình nhỏ mình học của người lớn thì nó dễ, cái mấy ông lớn ông nghĩ à ok thằng này nó mới có 20 tuổi mà đặt dạy 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 tao cái gì nó đó, thì con sẽ học cái cách đối nhân xử thế đối với người lớn mình đối xử như thế nào. Mấy cái người mà thậm chí họ lớn họ không biết việc nữa, họ còn muốn làm sư phụ mình nữa kìa. Có một cái chú đó khoảng 50 tuổi, vô làm gặp ai chú cũng đòi dạy đó. Bữa chú dẫn ba chú tới, xong rồi dẫn ba vợ chú tới nữa, tới kêu anh mới vô học của Michael hả, ba chú không có nói tiếng nào, nó vô đây em chỉ cho. Nó vậy nữa kìa. Ô, có nhiều người người ta tự tin vậy đó lắm, chú học chưa có giới thiệu gì đó vô cứ giờ nói à anh mới Việt Nam mới qua hả anh, mà họ không biết đó là ba chú nữa kìa. Đó, kiểu vậy đó. Thì mình phải học cái kiểu vậy, mình phải biết được mấy cái người đó người ta có điểm mạnh điểm yếu gì, họ có những cái thói xấu gì, mình né người ta ra, mình học cái nào của người ta giỏi mình học thôi, chứ không thể nào mà trong cuộc đời này mà con kêu con né người ta ra được, con chỉ học cái điểm giỏi của người ta thôi. Ok, chứ không thể nào mà con nói con né người ta được, không Không né được, thể. không thể được. Thậm chí mai mốt con đi làm nghề bếp hay nghề bánh của con, hoặc là trong trường giáo viên của con, giáo viên họ tới họ dạy con xong họ đi về, con đâu Đúng có rồi. biết được họ tốt hay họ không không tốt đâu, họ dạy thôi. Nhưng mà khi mẹ con vô con làm bếp thiệt với họ, ở trong bếp nó có sự căng thẳng á, ở trong có cái sự, ai con đã làm bếp mấy năm rồi con thấy, chứ lúc đó nó điên lên nó chửi thề liền à, chú nổi điên lên chú cũng chửi thề nữa à, thấy stress quá sao. Mấy lần chú thấy con thấy con nói chuyện thoại chú dèo mấy đứa nhỏ còn vô đâu, Đúng ô đang nói chuyện với con mà nó ấy lỗ tai nó tùm lum á, rồi kêu tụi nó không im lặng thôi chứ rồi. à. À, con hiểu chưa? Rồi thì bây giờ mình quay trở lại câu chuyện review ngày hôm nay á. Chú muốn con nói cái ngày đầu tiên con đi làm với ông, là con thấy ông là ổng rất là mong muốn là không có bị cầm len,
nên ổng dành hết việc luôn. Đúng rồi. Còn chú Hoang á là sẽ cho tụi con thử, thử đi, tao cho tụi bay thử, thử đi, thử sai sửa lại ngay ở đây liền lập tức. Chứ, đó, thì hai cái tính cách nó khác nhau. Bây giờ mình không nói chuyện chú Hoang, chú Hoang tính sau. Bây giờ nói chuyện của ông đi. Ông bao như vậy rồi ông nói mấy cái lời mà hơi tiêu cực vậy á. Rồi con học được cái gì từ ngày hôm cái ngày đầu tiên, ngày thứ hai. Cái đây chú nói là con tập trung vô nói cái phần nào mà con học được việc tại con đang đi học nghề. Chứ không phải là tiêu cực quá, đi về nhà xong rồi nghỉ luôn và không thèm chơi với người ta nữa không được. Thậm chí chú là chú biết à, ok, tính tình ông vậy, ông hút thuốc vậy, nhiều khi ông hút thuốc thẳng ở nhà khách hàng luôn á mà chú nói còn không được nữa đó, nên nên con mới hiểu đó. Bữa ông có hút thuốc mà con chỉ bảo thôi ông vứt ông giấu tàn thuốc đi thôi à, chứ ông ấy không được, lỡ mà khách hàng người ta vô người ta nghe mùi thuốc, lỡ nhà của người ta có con nít rồi này, sao. Nhưng mà ông vẫn đang sau hút ừ, không có đúng rồi nhà. Đúng rồi nhưng phải hiểu đó, đó. Ok, có những người không hiểu. Ông là ở đây mấy chục năm rồi, có mấy ông thợ Việt Nam mới qua chơi luôn trong nhà rồi hút rồi dện luôn cái tàn thuốc vô trong cái thảm hoặc là vô trong cái gì đó quăng đại vô trong cái sàn gỗ của người ta, lỡ nó cháy một cái là ăn mày luôn á. Đó, làm luôn ngày có 100 mấy mà bây giờ mà tính mà sửa cái đó tên sao sửa. Mà muốn sửa cái đó hả? Phải kêu chuyên gia tới nó chấm á là sửa nó bề mặt. Còn nếu mà muốn thay một cái miếng gỗ ở chính giữa của 100, 1000 miếng gỗ tiền công không cũng là hết 1000 mấy á, nó lột lên rồi nó mới sửa cái chính giữa được chứ nó khép với nhau mà, con hiểu không? Chứ nó đâu có phải là từng miếng rờ dán keo đâu, nó là khớp với nhau. Đó, từ từ con đi làm gỗ rồi con sẽ biết. Rồi, ok, bây giờ con chú nói con cầm này nè. Rồi xong rồi con nói đi, 2 ngày làm việc đó làm sao sao? Ngày đầu tiên làm sao, ngày thứ hai làm sao? Ngày đầu tiên thì là cái bữa làm sơn, 2 ngày làm đâu, sơn. 3 ngày. 3 ngày làm sơn đúng không? Không, ngày đầu tiên là đi làm cái cổng kéo của cái nhà. À, cái cổng kéo lúc đó thấy sao? Đúng rồi, giống mấy ông muốn đánh nhau luôn đúng không? Đúng rồi, lúc đó kiểu giống như là thôi bây giờ nói 3 ngày, nói 3 chốt đi. Chốt thứ nhất, chốt thứ hai, chốt thứ ba. Thì chốt thứ nhất là làm cái cổng đó. Thì lúc đầu kiểu con cũng kiểu cũng không có ấn tượng tốt về ông cho lắm. Kiểu ông cọc tính lắm. Ông nói chuyện là cái thứ xong rồi kiểu mình mà muốn sửa cái gì hay là mình muốn giúp đỡ cái gì hay là mình muốn góp ý gì á là ông không bao giờ ông chịu nha. Kiểu sao rồi ông ngay cả ông Quang cũng ông Quang bảo là làm này làm này nè. Thế mà ông cũng không chịu luôn. Thế là ông bảo thôi kệ cứ cứ để ông làm đi tí hỏng rồi ông cũng làm lại cái khác này. Xong rồi thế là tí nữa rồi lại quay lại cắt của ông Quang. Hôm nay ông được nữa quay lại cắt đấy. Xong kiểu như mà phải công nhận là kiểu ông đấy ông sơn cái cổng đẹp thiệt. Giữa cái màu nước của ông với lại màu nước của cái mềm sơn cái hàng rào ấy là hai cái khác luôn. Cái hàng rào là của chú ấy sơn ấy, chú Sam à. Chú Sam sơn khác hẳn so với của ông sơn luôn, mà ông sơn đẹp mà đều cực lên, màu đậm hơn nữa, mặc dù hình như ông bảo là có một nước à, một hai nước vậy. Màu vẫn đẹp thì lúc đó con mới biết. Xong rồi lúc đó con mới biết là kiểu à ông kiểu kỹ năng ông cũng cao, ở ông có kinh nghiệm làm này kia, nhưng mà chỉ là tính của ông không muốn ai đụng vào việc kiểu bây ông giờ chú nói một cái câu này với con nè. Những giống như mình đi, con với chú con là làm bếp rồi con đi học rồi này nữa, con là mới vô cái ngành xây dựng này khi mà con bố thôi đúng không? Còn chú làm rất là nhiều ngành nghề. Ông á cả đời chỉ có làm một thứ đó thôi, đúng rồi, thì xây dựng thôi. Con nghĩ là một cái người mà tập trung một đời mà làm 30 mấy 40 mấy năm 40 năm nay là làm có một thứ, cứ sửa nhà, từ sửa cho tới sửa luôn, từ lúc qua Úc tới giờ luôn. Thì cái tay nghề người ta tới cả nào và kinh nghiệm của người ta cả nào, và họ dạy cho mình á, để cho, họ thương mình, họ dạy cho mình. Tất nhiên họ có những cái mà tiết kiệm hơi quá, nhưng mà họ dạy cho mình, ví dụ thay vì ở ngoài kia mấy thằng thợ sơn chuyên nghiệp á, nó đi mua mấy cái đồ cọ lăn đồ, nó mua 100 mấy. Mình mà đi mua giống đó về là ông chửi liền. Ông kêu tao mua đồ 20 mấy đồng, 30 mấy đồng, 4 mấy, maximum 4 mấy đồng tao xài được. Thì sao mày mua mấy cái đồ đó chi mày không nghe lời chú hả? Đó, là chửi. Ok, mày cần gì mua mấy cái đồ xịn vậy chi vậy? Kiểu ông thương ông mới nói. Ông nói, rồi đó. Nhưng mà nói về chuyện tay nghề với là làm. Thay vì mấy thằng kia nó làm, nó sơn 2 hoặc là 3 nước. Thì ổng sẽ ổng chỉ cho mình cái cách sơn làm sao một nước thôi để mình tiết kiệm cái nhân công, mà nó đúng rồi. Cái kết quả nó ra nó vẫn đẹp nha. Chứ không phải là làm ẩu xong rồi kết quả ra nó thấy gớm đó. Ok, rồi con nói tiếp đi, cái chốt đầu tiên sau chốt đầu tiên vậy là xong rồi nha. Làm cổng thì con thấy ok, vẫn đẹp.
Còn cái cháu thứ hai là sơn đi ha, như kiểu Sơn tòa nhà luôn á, làm nhờ như thế luôn. sơn sơn hết cái nhà đó luôn, thì ông chỉ cho con cách mà để cắt mấy cái viền mấy cái đường á, giống Nãy như là xác mình dụng, nãy xác dụng nói kiểu giống gì như vậy? là mình đi lấy cái cọ sơn mà mình đi cắt mấy cái viền á. Ông bảo là cái này á, là chỉ có thợ chính mới làm thôi nha, còn hôm nay là ông chịu làm thợ phụ cho mày đó, là ông đi sơn mấy bên ngoài. Ông bảo sơn này thì dễ, còn cắt này mới khó, mày nên học cái này này, chứ còn sơn thì ai cũng sơn được hết á. Ngay cả chú Hoan cũng bảo vậy, chú Hoan bảo cắt này mới khó này, chứ mà sơn thì sơn lâu lắm đấy. Rồi cái cuối cùng con làm vậy, mặc dù là lúc đầu ông chỉ á là ông khắt khe lắm, kiểu ông không cho đụng vào luôn, con vừa cầm vô cọ phét á, con chưa kịp chấm vào luôn mà là ông đã bảo không được rồi, cầm như vậy không được, xong rồi phải để hơi nghiêng này này như kia. Xong, nhưng mà về tới lúc sau kiểu ông thấy con làm ổn á, là ông cho con một mình tự quyết luôn, tự làm cả nhà đấy luôn, tự đi cắt tự đi làm hết luôn. Thế xong rồi tí nữa ông chỉ đi qua ông xem, ông ngó chỗ nào chưa được thì ông nói vậy thôi. Xong ông bảo ok vậy cũng được rồi đấy, chỉ là cái kiểu chấm sơn chấm nhiều lên, tại nước sơn hơi nhạt đấy ạ, nên nó hiện ra hơi lợt lợt cái viền thôi, mà không sao, tí sơn lại cũng được. Rồi ông nói còn tới ngày thứ ba thì con thấy kiểu tính, hoặc là con hiểu tính ông rồi, nên thành ra con thấy ông dễ chịu hơn hẳn. Con thấy kiểu ông chỉ cái thứ xong rồi, nói chung là cứ im im nhìn ông làm thôi, ông nói gì nghe vậy á, thì ok, con thấy kiểu ông sắp xếp việc cũng ổn thỏa, kiểu như là riết Thành giống nó như thành cái bản năng, cái thành cái thói 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 quen, quen rồi á. giống như phản xạ không điều kiện vậy, Đúng rồi, kiểu nói chung là mình nhìn vô việc thế là mình biết như thế phải nào làm gì luôn. trước mới Đúng rồi, làm giống như sau. là 1+1=2 tất nhiên rồi đó, kiểu vậy á. Thì ông làm mọi thứ kiểu nói chung là mượt, cứ không suy nghĩ nhiều, không phải tính toán hay là cân đo đong đếm quá. Nhưng mà con học được cái gì của ông, cách sắp xếp việc sao rồi làm nó có dơ hay là bày bừa đầy như mấy thợ, Ô, ông con so những người thợ khác đi ừ. với lại ông là con biết liền. Ví dụ Ừ. như ông làm cũng rất là sợ dơ giấy, Đúng rồi, làm xong mới gom rác rồi lại sao, con nói mấy cái phần đó luôn kiểu ví dụ làm xong mấy cái miếng gỗ mà cắt xong nha, để là hệt để hết sang một bên vô. để không nhầm lẫn. Xong rồi những cái miếng nào mà cắt bỏ hay là miếng nào không dùng á, là ông tỉ mỉ ông đánh dấu ít trên từng miếng một luôn. Thì là Thì chú nói sơ cái chốt là cái chốt mình á, là xây một cái tường, đúng rồi, làm một cái tường bằng gỗ, dạ. bằng thạch cao, khung gỗ ở bên ngoài là thạch cao, trên cái nền của cái thảm, mà cái thảm nó màu rất là sáng nữa nên nó rất là dễ bị dơ. Đúng rồi. Bây giờ là hôm bữa là mình tới là mình đã lót lót ấy rồi đúng không, Dạ mình vâng, lót dạ. bao rồi, bị nếu mà đúng đúng á, là mình phải lót mà mình dán băng keo nữa, còn đây mình lót thôi mình không dán băng keo đúng không, Ồ, dán băng dạ. keo bữa là con đã được dán băng keo một lần rồi Dạ mà vâng, đúng đúng không, rồi. Đấy vậy là mới đúng á. Rồi cái... mình phải đánh dấu chỗ nào mình đặt cái tường nó vô đó, rồi còn biết như vậy đó, để cho bảo vệ cái thảm đó. Rồi Đúng rồi, xong rồi kiểu con để ý, kiểu có những cái tiểu tiết mà ông rất để ý nha, giống như là cái máy cưa á, thì đối diện của máy cưa là cái tường, cái tường đúng rồi, thì lúc cưa là nào nó sẽ dăng đúng rồi thẳng dăng vô cái lên đó, tường xong mà rồi để lâu là nó sẽ dơ cái tường chỗ đó đúng không. đúng rồi, xong rồi ông bảo là đi kiếm, lúc đầu á là ông không phải đi kiếm tấm ván, xong lúc đầu là ông cắt xong rồi ông thấy như vậy thì ông mới lấy tay ông che lại cái phần mà bắn ra đó đó. Thì xong rồi con bảo ông mới bảo con là thôi đi đi xuống kiếm tấm ván hay là lấy miếng thạch cao ở dưới cũng được lên che lại. Nhưng bảo cũng đỡ bẩn tường, dơ tường người ta. Ông bảo là cái này á, nếu mà có cọ gì á, thì phải phải đi cũng được, nhưng mà thôi nó rớt vô mấy cái khe này á, thì khăn cái của mình cũng không có chạy, nó không che hết á, nó cũng rớt vô kẽ, thành ra dơ nhẹ hút bụi cũng khó đó. Vậy cũng ok. Xong rồi làm cái cửa, như đợt con nói chuyện với chú Hoan bảo là làm cái cửa rất là khó đấy, kiểu căn nó cũng khó nữa. Nhưng tới ông á, là ông đóng cái khung viền xung quanh, ông đóng hai 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 bên với lại ở bên trên trước, xong rồi ông để thẳng cái cửa vô luôn, ông để thẳng cái cửa Rồi trong sau đó, đó kiểu cái thanh cuối cùng mình mới đưa vô đúng đó. rồi, xong rồi mấy cái thanh bên kia, chứ không phải là ông làm cái khung trước rồi mới gắn cái cửa sau cùng, mà ông cho cái tức là mấy cái khung kia nó sẽ bám đi theo cái cửa Cái nên kiểu khung làm đó nó là nó nhanh có lắm. bốn đúng không? Ở trên cao một cái nè, hai cái hai bên Đúng với rồi, lại cái đế ở trên dưới. đấy ở dưới Thì bây giờ con nói lại cái thứ tự đi, thứ tự nha. cái gì trước? Thứ tự là Ở trên cao trước. ông cắt hai hai thanh bên trước, Hai thanh bên để vô trước. đúng rồi, hai thanh bên để trước ông so, xong rồi ông cắt
cái nó có cái miếng nẹp ở dưới gì, Ừ. thì ông cắt vô gỗ để cho nó vừa với cái vết nẹp, Ừ. miếng nẹp xong rồi cái ông mới cắt thêm một cái thanh để ở bên trên nữa, là Ừ. nối nối hai cái cây bên hông lại nhau, là nó đứng im rồi nha, nó không di chuyển được rồi đó. Xong rồi ông mới căn, ông mới đi đo cái khung cửa của bên kia xem coi nó như thế nào, xong rồi ông mới đo lại bên này, là ông bảo là gỗ, là cái kích thước này nó là gỗ lỗ sáu sáu mấy, sáu sáu lăm hay sáu tư gì đấy, xong rồi ông mới để lên xong, nhưng mà mình không có gỗ đó, thế là ông mới cắt mấy À cái miếng nhỏ cái nhỏ nẹp, nãy con nói là cái nẹp á, nãy là nhờ. con nói cái nẹp á. Ừ, xong rồi ông mới cắt mấy cái miếng gỗ mỏng mỏng để chèn vào trong giữa cái cây với lại cái khung cửa, là để cho nó vừa hẳn với cái nẹp á, lúc đó xong rồi con kiểu thấy không, ông làm vậy cũng được mà Làm rất là nhanh. đúng là làm nhanh lắm cơ, kiểu giống như là bởi vì căn bản là ông đã làm đi làm lại việc này Cái quá này nhiều đó, rồi mấy ngàn lần đúng rồi, nên thành ra mọi thứ kiểu làm với ông rất là dễ dàng luôn á, rồi. kiểu tự tự nhiên nữa, cũng không phải là không có gặp vấn đề gì khó hết á Rồi, đó. Đó kiểu ok. vậy, chỉ lâu lâu chỉ có những cái ngoài ý muốn giống như là cái tường nhà nó hơi nghiêng nghiêng á, thành ra lúc mà cắt miếng thạch keo nó không có vừa khít vào thôi á, thì cái đó là nó ngoài dự tính á, thì nó Nhưng mà hơi rối tí thôi, đúng rồi, xử lý chút cũng được đó, xử kiểu vậy. Nhưng mà con thấy kiểu làm việc với ông thì ok, nói chung việc nào nó cũng đi theo trình tự của nó không có bị rối ấy. rồi rồi Kiểu vậy, ok nó đều ok. rồi. Thì bây giờ mình có bây giờ nè, bây giờ theo con á nha, ví dụ như một người mà tại con á là được huấn luyện là từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 rồi, bây giờ là tháng 1 thì con cũng đã hiểu sơ sơ rồi, nhưng mà cái ngày hôm qua đó, hôm qua đó là con đi làm á, là con thấy ông không, ông tính toán rất là hay nè, sáng sớm không thích đi làm sớm, một chúa là một là đi làm sớm, hai là đi làm trễ chứ không có đi làm cái giờ mà người ta đi làm, Đúng tại sao kẹt xe rồi. đó, một là đi làm lúc 7 giờ, hai là 9 giờ chứ không có chuyện đi làm 8 giờ, 8 giờ là đi là kẹt mấy đứa nhỏ nó đi học đồ tùm lum á đó. Đó, cái đó cái nhất. Cái thứ hai, lúc mà ông tới đây thấy ông ngứa mắt không, bắt đầu chỉ đó Chị là ông muốn tốt, ông muốn xử lý cái này coi như thế nào, chứ không thôi để đó là nó hư rồi bắt đầu nó lại tháo ra tùm lum mới làm lại từ đầu đó, rồi. đúng không? Đó, hư là ở đâu là ông nhìn qua cái là ông không chịu, là ông nói liền à, ông ngứa ngứa miệng lắm, làm không được là ông chửi luôn á, Đúng làm sai là không được, tại mình lỡ mà sai đó, là khách hàng người ta sẽ complain rồi đi quay đó lại rồi mất uy tín lắm, đúng không? quay trở lại sửa nó còn vỡ chuyện Nó ra phiền lắm nhiều phiền đó. nữa. Về căn bản là ông cũng bảo rồi là không, cách nói chuyện của ông là vậy đấy, ông không có la mắng gì hết đấy, nhưng mà đứa nào hiểu thì Hiểu nghe. tiếp tục tới làm thôi Với lại ông bảo là có thể là ông sẽ chửi, nhưng mà trong công việc là vậy thôi, cứ còn hết hết việc là thôi à, hè là thôi là bình thường hết, nói chung là cái gì ở của công việc đó là ở lại trong công việc vậy thôi, Thì chứ ra sau ngoài là đó thì không ra ngoài là hết, rồi không không có giận hờn, không có rồi rồi mang ok nặng gì hết đó, kiểu vậy, rồi thấy rồi cũng được. đi 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 vô trong đó làm á, là con thấy ông chốt nào ông cũng giành làm á, Đúng rồi, tại ông giành làm là ông sợ bị la, bị complain, ông còn công sợ bị chủ nhà ấy rồi phải quay lại, đúng không? nhận. Và cái bữa mà chú rất là ngạc nhiên á, là cái bữa đó, bữa mà con làm chốt thứ hai làm sơn á, chú nghĩ là con chỉ đứng đó ngó thôi, hoặc là ông quan á, ông sẽ cho con làm ở cái khúc mà mấy cái phòng nào, mấy cái chỗ nào ở trong trong phòng thôi, mấy cái chỗ nào không ai để ý á. Mà ai ngờ ông Nhung cũng cho con làm, ông Đi cắt cho con đi này. cắt luôn á, cái cắt là cái khó nhất của cái phần sơn, Đúng rồi. và đứa nào cắt nhanh thì đứa đó là thợ giỏi, tiền nhiều hay tiền ít là do cái phần cắt á, chứ cái thằng lăn 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 nó lăn lẹ lắm. Đúng rồi. Con cắt có nhiều người cắt giỏi đến nỗi mà họ cắt thằng lăn cắt không lăn không kịp. Ghê. Có cái ông kia lớn tuổi hơn hai ông luôn, là ông này là 70 rồi, gần gần 70 rồi, là ông cắt xong ba phòng mấy thằng lăn nó mới lăn tới phòng thứ hai à. Đó, ông cắt dã man Ghê luôn, vậy. nhưng mà cái lúc nào mà bữa nào ông vui á là ông cắt nhanh như vậy, còn cái bữa nào mà ông siêu ẩu á là thôi thôi không, là sơn Nhanh là đã ẩu là thôi nó luôn, sơn nhanh rồi mà còn ẩu nữa thì thôi đúng thôi thôi rồi, lại rồi, nó kiểu dằn tùm lum hết nhiệt tình á. mà nguy hiểm thật phải Có họa đó. Chú không cần phải làm nhanh, chú hoại. cần làm đủ tốc độ bình thường của mình thôi, tại khi nào mà con cố là giống như con đang chạy marathon á, là con sẽ mệt và hụt hơi và cần phải điều dưỡng sau đó, đúng không?
còn bây giờ mình cứ làm theo đúng cái tốc độ của mình đi, từ 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 mình mới nhanh lên được đúng rồi, thôi, chứ không có cũng cách phải nào quen tay nữa. đó. Còn cái ông kia thì khỏi nói rồi, ông làm một cái việc sơn, ông việc làm cái việc cắt mà ông làm mấy chục năm rồi, nên ông làm nhanh thì không nói rồi. Với lại mấy ông lớn tuổi rồi thì mấy ông tay cũng phải run nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ mình quay lại cái đó nè. Rồi đó chú đã ngạc nhiên cái vụ mà cái chốt đầu tiên, chốt thứ hai là con được sơn rồi đó. Rồi ok rồi thì bây giờ cái con thấy một cái người mà mới như vậy mà được cho đụng tay vô làm luôn cho dù 1 tiếng hay 2 tiếng gì cũng là thành công rồi đó, chứ không thôi là đứng ngó cả ngày luôn á, mà đứng ngó cả ngày thì sao, thì rất là buồn, Đúng rồi, kiểu giống như là mình không thuộc về cho không việc này, không kiểu như là được, mình không như thừa được, đúng thãi rồi, không không được làm, á. thấy ông thợ chính không làm mà mình không được làm, mà thậm chí là coi như là mình không có được gì hết, nên nên được đụng tay vô làm cũng đã là mừng rồi, nhưng mà làm mà ổng kêu ok đó là càng mừng nữa đó, nên con là thuộc loại nhanh đó, còn mấy bạn khác là phải là cả tuần luôn, đi theo ổng cả tuần luôn còn chưa chắc được nữa kìa đó. Với lại tùy tính mỗi người nha, tùy tính mỗi người, là có người á là ổng ổng lai thôi nhưng làm theo đúng ý ổng đi, sau đó hả là mai mốt có đi làm thêm chốt ở ngoài muốn làm gì đó làm, miễn sao là làm đúng theo ý tại cái chỗ đó, tại vì sao ổng chỉ cho cái cách làm nhanh nhất, cái cách làm sao mà hiệu quả nhất thôi, còn cái chuyện mà sau này mình đi nhận chốt hay đi làm cho người nào đó muốn làm phá gì đó muốn phá, còn cái này là ở đó là ông sẽ chịu trách nhiệm với chú, nên ông sẽ bắt con làm theo đúng ý ổng mà là không đúng rồi đi về, còn không chửi đi ra luôn á rồi vậy thôi, chứ chứ bây giờ ổng là chịu trách nhiệm mà chứ chú đâu có la con được đó ha. Đó là con nhớ như vậy, mình đi làm với người nào con phải biết ai là người supervisor ở cái job đó, là họ sẽ chịu trách nhiệm, con chỉ nghe lời người đó thôi, chứ ông này ông kêu đi sơn, ông kêu đi làm gia đình hay đi lót cỏ hay tưới nước thì con chỉ nghe cái thằng supervisor ông nào lớn nhất cái đó rồi ok rồi.